Ai, hình như cũng sắp tới ngày mà con gái mình nó phải đám cưới rồi nhỉ. Nó lớn cỡ này mà không có chồng cũng tội nó thì chứ. Ai, mình nghĩ là mình nên gả nó cho một thằng nào nhà đó, con nhà giàu sang quý phái thanh lịch, rất là sang trọng, có thể nó sẽ gia đình nó sẽ có một gọi là một cái số tài sản lớn cho mình, gia mình làm ăn rồi mình có thể phát triển sự nghiệp gia đình mình lên nhỉ. Ai, ai. Sao đó con gái? Thì bây giờ con thấy trời khá đẹp á nên cháu để cho con ra ngoài chơi chút xíu được không? Cái gì? Bây giờ mình đi chơi đi đâu hả? Đi đâu? Con đi đâu? Con đi ra ngoài ngắm hoa với bắt bướm là gì đâu, hay hoa chút à. Với lại Con con đang có nói hứng dối cha đúng không? nhận. Con đi với ai? Con đi với anh Caron. Trời, lại là cái thằng nhà quê đó nữa hả? Sao con có thể chơi với một cái thằng mà người thì suốt ngày hôi như cú mà suốt ngày đi lông nhông ngoài đường vậy hả? Hả? Nhưng mà anh ta là người tốt, với cái Tốt cái đồng gì nghiệp mà là tốt? người Con nghe tin ta ta sắp gả con cho một người khác chưa hả? Con không được đi nếu mà không có sự quyết định của ta. Bây giờ vô nhà nhanh lên, không có được đi đâu hết. Ta phải bảo mạng và bảo toàn tính mạng cho con nữa. Ê, cái con này. Ôi, khó hiểu quá. Và hello, xin chào mừng các bạn cùng quay trở lại với channel của mình là Kevin đây. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một video mini world nữa. Và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình cũng như là Messi nè, khán giờ một nút like, share và một nút subscribe nha. Và đừng quên lắp vào cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình. Và ngày hôm nay thì như các bạn thấy đây, mình đang là một người cu ly, không? Mình chỉ là một người làm thuê thôi. Và hiện tại ngày hôm nay mình nói chung đó là nếu mà các bạn không biết thì mình có một cái người bạn gái, người ấy tên là Vũ Cơ và rất là xinh đẹp luôn. Mình không ngờ là mình lại may mắn tới như vậy khi mà một thằng cu ly như mình lại có thể quen được một cô gái như vậy. Và ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên mà mình sẽ gọi là đi chơi cùng với cô ấy. Hôm nay nè, đó, hôm nay mình đã diện một cái bộ đồ rất là đẹp luôn nè, đó các bạn thấy không? Cái bộ đồ này thực ra là nhìn nó hơi giống con gái một xíu, nhưng mà thực ra thì nó là bộ đồ của con gái thiệt. Nhưng mà không sao cả, mình nghĩ là chắc là cô ấy cũng không có nói gì đâu. Ok, bây giờ mình sẽ bay lên đây rồi. Trời ơi, hình như là theo mình được biết, hình như là đây chính là ba của Vũ Cơ thì phải. Mình xin phải mời gọi đâu là rồi ta? kính lão đắc thọ, mình vô mình chào chú ấy cái đã. Dạ chào 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 bác. Chào chào bác, chào bác ạ. Người là ai đấy hả? Trời sao nhìn gọi là nhìn dữ với ta. Bác đây chắc là gọi là ba của Vũ Cơ đúng không ạ? Đúng rồi đó, mà cậu này là ai mà sao có lại tự phép bước vào nhà của ta vậy hả? Ai cho cậu vào? Xin giới thiệu với bác rằng là cháu chính là Kion và cháu chính là bạn trai của Vũ Cơ Simmy của ngài đó ạ. Cho nên là ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà tụi cháu đi chơi với nhau, cho nên là hôm nay cháu đích thân tới đây để gọi là đưa Simmy đi đó ạ. Không biết là Simmy đang ở đâu ạ? Thôi, thì ra ngươi chính là cái tên mà theo như lời đồn, cái thằng mà hôi như cú, suốt ngày thì lông nhông ngoài đường làm ba cái việc bao đồng, không bao giờ phụ ba mẹ làm cái gì hết đúng không? Tại sao ngươi tới đây là dám rủ Simi đi chơi hả? Hả thằng kia? Tại vì hôm nay cũng là gọi là Tết mà đúng không giờ, cho nên là cháu muốn lại đây. Không có Tết cái gì đó. Cái người như ngươi á, không bao giờ xứng đáng với con gái Vũ Cơ của ta đâu nha. Ta sắp đó gả cho một cái thằng nhà đẹp trai giàu sang khác rồi. Ngươi đừng có bao giờ tới đây tìm nó nữa nghe chưa hả cái thằng kia? Bao giờ đi về đi nhanh lên. Nhưng mà tụi không có dương cái gì hết á. Sim con gái. Mẹ hai người cãi nhau hả? Sao con nghe ầm ồ vậy? Không có cãi nhau gì đâu, không có cãi nhau gì đâu. Zibi đừng có hiểu lầm. Con đi vào trong đi con gái, con không có sùng sự để mà xem đâu. Đi vào trong đi con. Simi à, chắc là tụi mình phải hẹn một ngày khác để đi chơi với nhau rồi. Chắc là bây giờ Kai phải về đây. Thưa bác, cháu về đây ạ. Đi ra khỏi nhà để cút mắt tao coi. Tao không muốn nhìn thấy cái mặt ngươi nữa. Đi ra đi. Còn lại giảm mình nó nữa sao? Thiệt tình luôn á. Nghèo cũng là một cái tội đó trời. Trời ơi, ngày đầu tiên tụi mình đi chơi với nhau mà nó cũng không có được gọi là bình yên nữa.
Còn phải dính vụ này vụ kia nữa. Thôi, mình nghĩ là bây giờ mình phải hẹn một cái ngày khác để đi chơi thôi. Bây giờ thì phải kiếm chỗ nào ngồi đi ăn thôi, chứ buồn quá. Bây giờ người ta nói nó buồn gì đâu. Mình nghĩ là chắc là bây giờ mình phải đi kiếm cái gì đó ăn thôi các bạn ơi. Bánh đây có mì đây, bánh kem đây, 5.000 một cái, vô mua nào mà ở vô. Đây 5.000 một cái anh. Đúng rồi đó. Cho em lấy một cái đi. Một cái hả? Ok em, có liền cho em luôn. Đây cái bánh. Lấy cho em hết nguyên cái chỗ này đi anh. Người ta nói là khi buồn là mình chỉ có ăn để gọi là giải khỏa thôi. Ăn cái gì mà ghê dữ vậy? Trời ơi, trời ơi. Mà buồn thì mình phải ăn đó anh à. Ăn thoải mái đi em. Trời ơi, buồn mà người mà. Ăn đi, ăn nhiều vô. Ăn nhiều rồi mình ăn đi rồi mình tính tiền sao ha. Trời ơi, tiền với em bây giờ không còn quan trọng nữa anh à. Bây giờ em đang rất là buồn. Em ăn hết cái quán của anh luôn rồi. Bây giờ thì bữa sau trả tiền anh. Trời ơi, tụi mình là chung làng chung xóm. Có quán em đâu mà trả tiền. Kiểu này là phải ghi nợ rồi. Để lấy tờ giấy ra coi. Nói chung là giờ anh cứ thông cảm xíu đi. Tại vì em đang buồn quá anh à. Em đang buồn đời quá. Em không biết làm gì cả. Thôi cho em luôn. Tại vì anh cũng ế quá. Anh cho luôn á. Mấy cái này là hàng bánh hết đán hết rồi. Bánh này là hết hạn sử dụng rồi. Trời anh vậy luôn. Cái này trưng bày thôi mà anh chưa có kêu em ăn đâu. Trời ơi không phải sao nhưng mà... nhìn mặt sáng sủa vậy, nay Tết rồi có người yêu chưa? Thì nói chung là cũng có đó, nhưng mà hôm nay là ngày đầu tiên rồi tụi em gọi là đi dự định đi chơi với nhau, nhưng mà lại bị ba của cái cô gái ấy không cho quen, ngăn cản. Thiệt là buồn quá. Người gì mà ác dữ vậy? Đúng con rồi đó, tại vì là cái ông đó ổng cũng gọi là gia đình gọi là giàu có mà, cho nên là đâu có gọi nào thế nào mà yêu một người cu ly làm thuê với em được đâu. Thôi người đó mà quá đáng trời. Nếu mà theo cái trường hợp của anh á thì anh sẽ gọi là đợi ba của em nó đi ra khỏi nhà, cái anh lên anh dắt tay nó đi luôn. Đi ra khỏi cái nơi xa này luôn. Tình yêu. Đi thật tình xa yêu để phải trở về đúng không? Nhưng mà có trở về không? Không có trở về luôn. Trời ơi, không có trở về luôn. Trời cắn ngay. Tình yêu là phải vượt sóng gió chứ em. Tức là có ý bao nhiêu của sóng anh gió là ý của anh là bây giờ canh ông ba ông gọi là không có ở nhà, sau đó là tụi mình lên chở dắt con gái đi luôn. Nhưng mà quan trọng là nó có chịu đi theo em hay không thôi. Chưa anh em nghĩ là chắc là cũng không được đâu anh ơi, tại vì ba của cô ấy rất là khó luôn á. Thôi được rồi, em cảm ơn anh nha. Hôm nay là anh đã cho em rất là nhiều ý kiến hay, nhưng mà em còn phải suy nghĩ lại nhiều nữa. Ok, mai nhớ trả tiền bánh nha em. Ok, nhớ trả tiền bánh đấy. Mình về thôi nào. Bây giờ mình cũng chả biết phải làm sao nữa đây. Hình như là Vũ cơ Sim ơi. Sim ơi, Sim. Này sao vậy? Sao tự nhiên này lại đứng ở đây khóc vậy? Thực sự là em đã bỏ nhà ra đi để. Hả? Này nó bỏ nhà ra đi rồi sao? Đúng. Không biết nhờ bọn chữ hậu, nhưng mà em thật sự là muốn sống với chàng lắm, nhưng mà ba cứ cấm cả hai tụi mình luôn mà. Khổ đi. Thôi được rồi. Nếu mà này đã nói như vậy thì bây giờ ta nghĩ là chúng ta cần phải gọi là sống riêng thôi. Nhưng mà ta không biết là liệu nàng có chấp nhận đi theo ta hay không, bởi vì ta chỉ là một đứa cu ly thôi đó. Không sao, chỉ cần ở bên chàng thiếp sẽ mặc kệ đời, thiếp vẫn sẽ sống bên chàng. Được rồi. Sao đâu mà cay đâu. Nếu mà này đã nói như vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi thôi. Và đây chính là nhà mới của chúng ta. Nhìn sơ thì nó rất là nhỏ luôn á, nhưng mà ta hy vọng là nàng có thể gọi là đi cùng ta cho đến cuối con đường này. Đừng ghen, chỉ cần có chàng thiếp sẽ sống ngộ mà. Nhưng mà bây giờ ta nghĩ là ta cần phải gọi là đi kiếm việc làm thôi, để có thể gọi là trang trải cho cuộc sống của tụi mình. Thôi được rồi, bây giờ nàng đợi ta nha, ta sẽ đi đây. Dạ. Bây giờ mình phải tiếp tục đi xin việc làm thôi. Nếu mà không có việc làm thì mình với lại cô ấy chắc là phải chết đói luôn quá.
Trời ơi, mấy cái thằng này làm ăn kiểu gì vậy hả? Làm cái gì mà 6 cục than mà đào hết còn có 1 cục vậy trời? Trời ơi, gì là hết trời? Ôi, dù gì ta? Cậu bé này là ai đây hả? Dạ, chào anh. Ủa, anh ơi, cho em hỏi là ở đây mình có gọi là xin việc làm anh? Hiện tại thì có đó, tại mấy thằng nhân viên của tôi nó làm cái gì đâu mà cái nguyên cái hang động mà toàn mỏ không mà nó đào xong bây giờ toàn sắt dụng đồ không à. Trời ơi, khổ ghê. Thì ra là ở đây là làm cái nghề gọi là đào than á đúng không? Đúng vậy. Nhưng mà em không biết là anh gọi là còn những người làm anh. Hiện tại thì anh mới sa thải mấy thằng kia, bây giờ nhóc muốn làm anh cho nhóc vô làm luôn. Nhưng mà không biết là lương bổng của chúng ta tháng nhiêu nha. Để ta coi, nếu mà em xin làm á thì lương tháng của em thì sẽ là 150 cục kim cương. Đu, 150 cục kim cương. Được ấy, được ấy. Thôi. Nhưng mà bây giờ anh hướng dẫn em làm nha. Rồi, đi theo anh. Thì ra đây chính là nơi mà mình sẽ làm việc sao? Trời ơi, đúng vậy đó. Công nhận nhìn nó, đây thì ra là đây là một cái môi trường làm việc ở dưới lòng đất nè các bạn ơi. Wow, hồi đó giờ mình mới thấy luôn á. Nhưng mà công việc của mình là sao vậy hả anh? Thôi, bây giờ thì em hãy mở cái rương ra và... Để, cố rồi đi. Bây giờ mình làm sao đây này, làm sao để gọi là đào than đây? Nhiệm vụ của em á, một tháng là trong một ngày á em phải đào được 2 tấn than và đem về bỏ vô cái kho cho anh. 2 tấn than sao, what the hell? Nhưng mà thôi kệ đi, một ngày của chúng ta một tháng của chúng ta là tới tận 150 cục kim cương mà các bạn ơi. Cho nên là nghệ gì chết bẩn hử. Rồi, bây giờ thì em hãy đưa cái khoan sát lại vô cái than này rồi. Em đè chìa khóa. Rồi, em thả ra. Wow, đó, ghê. Rồi, cách nào nhanh đó. Rồi là làm thêm cái nữa coi. Dạ, em sợ là em làm không được tại vì nãy có anh hướng dẫn đó. Rồi làm đi. Trời ơi, cái thằng này đào cái gì mà nát cục đá vậy trời. Đào cái gì mà em phải canh chuẩn vô mấy cái cục than này rồi em đào. Dạ. Lỗi em. Bây giờ em đào phần này cho anh nè. Đó. Rồi, cái thằng này đào đã nói là không có đào đá mà trời ơi, đào đá dạ, hay sao? Dạ, lỗi em. Trời ơi, lỗi em. Thôi, làm đi đó, làm cho mày nghe chưa? Lỗi em. Bây giờ để em. Làm lại, tao coi. Trời ơi, cái thằng này, đã nói bao nhiêu lần là không có đập mấy cục đá. Thiệt tình, bực mình thiệt mà. Bây giờ mình không biết phải ăn nói sao với Vũ Cơ Jimmy đây nữa. Được rồi, Vũ Cơ Jimmy ơi, bây giờ ta nghĩ là tụi mình phải đi di cư ra chỗ khác hoàn toàn để sống luôn đi. Chứ bây giờ sống ở đây tụi mình cứ lo sợ là cha của nàng sẽ tới tìm hoài à. Thôi, được rồi, đi thôi. Bọn ngươi định đi đâu đó hả? Chào bác, chào bác, sao tôi đây làm gì vậy? Lại là cái tên Kyron, người thì hôi như cú, mà cái dân nhà quê như ngươi mày lại dẫn dám đi với con gái của ta hả? Ta, trưởng làng, xin thông báo chính thức từ nay, tên Kyron này sẽ bị đuổi ra khỏi làng và không được bao giờ quay trở lại làng này nữa. Còn con gái, con hãy im liền và ngay lập tức và đi về nhà nhanh lên, không có nói nhiều nữa. Shit!